Tại Hồng Kông thì có nhiều quy định khiến cho việc trở thành chủ sở hữu của những chú thú cưng không hề dễ dàng. Một trong số đó là quy định không cho các loài vật lên các xe công cộng. Và điều này đã giới hạn đáng kể việc chủ nhân đưa các người bạn bốn chân của mình đi chơi xa. Tuy nhiên thì mới đây một dịch vụ xe buýt mới đã ra đời cho phép những chú chó cưng thoải mái đi đến những công viên rộng rãi ở cách xa nơi ở của chúng. Vật nuôi không được phép lên xe buýt, phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất tại Hồng Kông. Trong khi đó, các công viên dành cho thú cưng không nhiều và thường cách rất xa khu dân cư. Do đó sẽ là rất tốn kém nếu một chủ nhân nào đó muốn cho người bạn bốn chân của mình chạy nhảy thỏa thích. Tuy nhiên, một chiến dịch hành động vì thú cưng được phát động bởi ba người yêu động vật từ năm 2012 đến nay đã hiện thực hóa mục tiêu của họ khi cứ vào chủ nhật hàng tuần, những con vật và chủ của chúng sẽ được đón đến một trong 18 công viên được phép mang theo vật nuôi trong thành phố. Hồng Kông không phải là một thành phố thân thiện với những chú chó. Phần lớn các phương tiện tại đây không cho phép thú cưng lên tàu xe. Nhưng xứ Cảng Thơm có nhiều người yêu động vật và họ đang gặp khó khăn trong việc đưa vật nuôi đi quanh thành phố. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tạo ra dịch vụ xe buýt dành cho thú cưng với tên gọi xe buýt 99. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đến nay, hơn 1.000 chủ sở hữu thú cưng tại Hồng Kông đã chào đón và sử dụng dịch vụ xe buýt này. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, chuyến xe buýt đã đưa hàng chục hành khách đặc biệt đến công viên Penfold, công viên dành cho chó lớn nhất Hồng Kông. Tùy thuộc vào khoảng cách, chi phí cho một chuyến đi thường dao động ở khoảng 7,6 đến 12,8 đô la Mỹ cho mỗi người, với 2 giờ vui chơi tại công viên. Các chủ sở hữu thú cưng đều cho biết đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời dành cho vật nuôi của họ. Thông thường muốn đem vật nuôi đi đâu, chúng tôi đều phải đặt chúng vào những cái túi đen rất to và tất nhiên là chúng không thể thoải mái như được đi trên xe buýt 99. Khi đưa những con thú lên xe, chúng chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Hồng Kông là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới với những căn nhà chật hẹp và san sát. Thế nhưng, theo số liệu thống kê năm 2011, loài chó được nuôi tại 166.500 hộ gia đình, chiếm 7,1% số hộ gia đình xứ Cảng Thơm.